Huấn luyện viên Shin Tae-yong cảnh báo Việt Nam, cầu thủ Indonesia bây giờ tiến bộ hơn. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin cho rằng đội tuyển Indonesia sẽ đánh bại Việt Nam ở lượt trận thứ 2 tại ASEAN Cup 2023, diễn ra vào 21 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1. Mở đầu cuộc họp báo trước trận đấu trên sân Abdullah bin Khalifa, Doha, chiến lược gia người Hàn Quốc nói, Việt Nam và Indonesia quá hiểu nhau, qua nhiều lần đối đầu liên tục gần đây ở các giải khu vực và vòng loại World Cup. Nhưng đây là trận đấu rất quan trọng mà chúng tôi không có lựa chọn khác ngoài chiến thắng để giữ cơ hội đi tiếp. Sau lượt trận ra quân cả Việt Nam và Indonesia cùng thua, tuy nhiên Indonesia bị đánh giá thấp nhất bảng. Nếu vẫn không thắng ở trận thứ 2 gặp Việt Nam, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong hầu như hết cơ hội đi tiếp. Bởi ở lượt cuối, họ phải đấu Nhật Bản, đội bóng số 1 châu Á và được chính nhà cầm quân người Hàn Quốc đánh giá là có trình độ vượt trội ở bảng D. Nếu bị loại ở vòng bảng ASEAN Cup 2023, rất có thể huấn luyện viên Shin phải chia tay bóng đá Indonesia. 3 năm từ khi ông đến, xứ vạn đảo vẫn chưa giành được danh hiệu hoặc thành tích nổi bật nào. Trước Việt Nam, thậm chí ông toàn hòa hoặc thua. Khi được hỏi về thành tích đối đầu lép vế hoàn toàn so với Việt Nam khi chiến thắng duy nhất của Indonesia trước Việt Nam trong 5 năm qua diễn ra ở bán kết SEA Games 32, song ông Shin Tae-yong cho rằng, kết quả ở SEA Games đã là quá khứ, lực lượng của hai đội tại ASEAN Cup bây giờ cũng khác trước. Ông nói thêm, các cầu thủ Indonesia bây giờ tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn, và tôi tin họ sẽ chơi tốt, giúp đội nhà đạt mục tiêu trước Việt Nam. Nói về đối thủ Việt Nam hiện tại, nhà cầm quân người Hàn Quốc tỏ ý không quan tâm đến việc Việt Nam thay đổi lối chơi, từ phòng ngự phản công dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo sang chủ động kiểm soát như triết lý huấn luyện viên Philip Trussi đang theo đuổi. Tôi sẽ không thay đổi cách chuẩn bị để thích ứng với thay đổi của đối phương, ông Shin nói. Tôi chỉ tập trung giúp các cầu thủ của mình tiến bộ, hy vọng họ hiểu và làm theo đúng các chỉ đạo của tôi. Tôi luôn nói với họ rằng Indonesia không nên chơi bóng đá theo kiểu cũ, chỉ chạy và sút. Trước khi sang Qatar lần này, Indonesia đã vắng mặt ở 3 kỳ ASEAN Cup gần nhất. Họ không qua được vòng loại các kỳ 2011, 2015 và bị cấm dự kỳ 2019 vì vi phạm các quy định của FIFA. Tuy nhiên, huấn luyện viên Shin không xem trải nghiệm mới mẻ ở giải đấu lớn nhất châu lục là một bất lợi về tâm lý cho thế hệ cầu thủ Indonesia hiện tại. Đúng là Indonesia đã lâu không dự ASEAN Cup, kể từ lần đầu tổ chức trên sân nhà năm 2007. Nhưng cũng giống Việt Nam hay Malaysia, chúng tôi đang tiến bộ. Cầu thủ của tôi xem việc lần đầu được dự ASEAN Cup là một vinh dự lớn, tạo thêm động lực để cố gắng chơi tốt, đánh bại Việt Nam và đem lại niềm vui cho người hâm mộ, ông nhấn mạnh. Cũng tại cuộc họp báo, trung vệ Jordi Amat của đội tuyển Indonesia cho rằng, tính chất quyết định khiến cuộc đối đầu giữa Indonesia và Việt Nam thêm căng thẳng tại lượt hai bảng D ASEAN Cup 2023. Trận đấu sẽ rất khó khăn. Chúng tôi phải thắng, và Việt Nam cũng vậy. Jordi Amat nói trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí ASEAN Cup 2023 ở Doha, Qatar. Theo trung vệ 31 tuổi, cầu thủ Indonesia đã gạt đi nỗi buồn ở trận ra quân thua Iraq, nơi họ cảm thấy bàn thứ hai của đối thủ đã việt vị, để hướng đến trận quyết đấu với Việt Nam. Chúng tôi đang tiến bộ từng ngày, Amat nói. Việt Nam thua Nhật Bản ở trận đầu, nhưng họ đã chơi rất tốt. Chúng tôi phải cố gắng hết sức nếu muốn đánh bại một đối thủ như thế. Trận đấu ngày mai sẽ rất khốc liệt. Về mặt lối chơi, Amat nói, chúng tôi phải cố gắng kiểm soát bóng thật tốt, tấn công hiệu quả trước Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.